Dạ thì đây các bạn, thì hôm nay mình có chuyến đi câu thuyền cùng với team chuyện giờ giờ thì chuẩn bị cần các bạn chuẩn hồi sớm từ tối tới giờ các bạn. Chuẩn bị cần chờ tới giờ trời sáng tới mấy giờ mình mới được lên thuyền á ta? 6 giờ rồi. Tầm 6 giờ mình mới được lên thuyền các bạn. Thuyền kế bên nhưng mình không được, mình đã đứng ở cạnh thuyền thôi. Các bạn. Chỗ này mới 4 giờ thôi các bạn. Đây các bạn, giờ tới anh trưởng nhóm ảnh test thằng câu đây các bạn. Test độ cứng, độ dày của thằng câu các bạn. Ảnh thử lực máy nha. Họ kéo cá biển là phải kéo, phải ngã người vậy các bạn. Phải chỉnh cho nó vừa với cái cần câu các bạn, không là gì à. À, anh kéo đi. Ó, đúng rồi. Cũng như kéo y như đang dính cá luôn á các bạn. Rồi. Ó, kéo y như dính cá luôn. Câu cá lớn là phải kéo vậy các bạn. Kéo chỉnh cần câu vậy các bạn. Không, kéo nó cá nó kéo hết dây của mình nha các bạn. Không được cứng quá cũng không được mềm quá. Đó, thấy nó cong đã không? Đó, các bạn. Rồi, đèn vô giùm cho em đây cho nó sáng sáng xíu. Rồi anh giới thiệu giùm em bộ cần này giùm cái anh. Chào anh em. Rồi. Thì hôm nay Dũng có team Magro team trong hội Kansai Fishing Team. Hôm nay giới thiệu anh em đến bộ đồ câu chuyên dụng để anh em đi chiến Magro. Thứ nhất ở đây là anh em là toàn dùng hàng toàn Sella với Satiga. Đây các bạn, thì bò nguyên bộ này khoảng bao nhiêu tiền đây các bạn? À, mày lấy mày đây nước sôi này. Mỗi một bộ rơi vào khoảng 20 đến 30 man. Thì một cây cần câu, một bộ cần câu thì nó khoảng 60 triệu một cây nha các bạn. Đây các bạn, để cho hôm nay anh em đi câu Katsuo và Maguro. Cái này chứ để là tí lên tàu trời sáng rồi mình cho các bạn coi rõ thông tin của mấy cái cần này nha. Các bạn thì ở bãi đây các bạn. Các bạn thuyền này các bạn. Hôm nay sẽ lên chiếc tàu số 4 này nha các bạn. Đây là bãi đầu tàu các bạn. Đợt em dít 100 gram cao su rồi mà. Ngày mai là coi như là em bỏ ngày làm luôn á. Đồ đạc thì mình để đây chuẩn bị từ hồi khuya tới giờ các bạn. Đây các bạn, thì nguyên vàng gần câu này hơn 500 triệu nha các bạn. Cái nào á nghe rụng lên thành nửa tỷ. Mỗi cái cần câu thì nó là khoảng 30 man các bạn. 30 man thì khoảng 60 triệu Việt Nam nha các bạn. 4K mà 8K. Câu đấy các bạn. Nãy trời tối quá không có thấy các bạn. Mồi bự nha. Mấy câu đây bạn, siêu la các bạn. Để toàn bộ siêu la hết đi. Máy này 18 ngàn các bạn.
60 triệu. Cầm cây cần câu có hay hết muốn quăng luôn. Đấy bạn, anh hiện trưởng đang test cần câu đây các bạn. Chắc có chắc như vậy mới được chứ. Anh Lâm này các bạn, ảnh là giới thiệu cho các bạn về cần câu nha. Chứ mình chưa có đi tàu lần nào, mình cũng không biết về cần câu đó các bạn. Rồi. 6 người mà bao nhiêu đây cần câu đây các bạn? Ok. Rồi. Rồi, hôm nay được anh Dũng TV giới thiệu với mọi người. Hôm nay mình có buổi câu Makuro ở Wakayama. Thứ nhất về set cần thì có, đây là set 18K cần Tobizo TC150G. TC đâu? Đây các bạn, không số cần đây nha các bạn, để câu Makuro nha các bạn. Thì cây này đây, còn cái máy thì nãy mình quay là nó 18.000 nha các bạn. Cái máy nãy mình quay 18.000 á. Thì set thứ hai là đây, cây cần là của hãng hãng gì đó? Dipper nha các bạn. Dip. Đây các bạn, cho chữ đây. Hồng số cần lên luôn nha các bạn. Đây mới cho các bạn coi hồng số cần. Máy 14K. Đây các bạn, thông số máy đây nha các bạn, để coi. Anh xây cái này ra cái anh nghĩ đó, anh nghĩ cho anh xây ra cái thông số máy qua cho em cái. Quay lần cái nha. Đây các bạn, thông số máy đây nha các bạn, để câu Maguro nha các bạn, là con cá ngừ, cá ngừ gì ạ? Cá ngừ kia đó. Cá ngừ Kihara các bạn, có cá ngừ có sọc vàng các bạn. Nè, không số máy để mình đi câu thuyền nha các bạn. Cần câu thì 2m4. Đấy. Rồi, xong rồi phần giới thiệu về cần câu nha các bạn. Sáng giờ giới thiệu cũng mấy lần rồi các bạn. Cá ngừ sọc dưa nha. Cá ngừ sọc dưa nha các bạn, là con gì? Ta gì? Katsuo. Katsuo tiếng Nhật, Katsuo là cá ngừ sọc dưa các bạn. Mình tiếng Nhật mình có không biết gì các bạn. Đấy các bạn, nó lên tàu rồi nè các bạn. Giờ xuất hành lúc 7 giờ nha các bạn. Không, chào khán giả mà. Rồi. Đây bạn, thì thuyền đã xuất bến rồi các bạn. 7 giờ mới đi nha các bạn, 7 giờ mới xuất bến nha các bạn. Đồ đạc để đây các bạn, cần câu để chứ. Đây là chuyến đi tàu đầu tiên của mình nha các bạn. Để hiện trường là trong bay đâu mà mình chạy theo đó nha các bạn. Đó các bạn, tiến lại ra gần nè. Do khi nào nó vô tới cái vòng tròn ở trong cùng á là mình sẽ quăng câu nha các bạn. Khi nào có cá thì thuyền trưởng sẽ báo cho mình nha. Gần thuyền lại mới được quăng câu nha các bạn. Chờ sẵn ở mũi tàu đó các bạn, khi nào mà thuyền ngừng lại bắt đầu quăng nha các bạn. Chạy liên tục các bạn, đàn nó nhảy lên ở đâu thì thuyền chạy đến đó nha các bạn. Mà cơ hội mình chạy tới đó mình quăng chỉ được một cái thôi các bạn. Nhiều người quá khi mình chưa quăng được cái nào luôn. Nè, người này quăng xong mới tới người kia nha các bạn, quăng lần lượt nha. Rồi xíu nữa tới mọi người quăng rồi mình sẽ cho các bạn coi nè.
Nó chờ đàn với bạn, khi nào thấy nó nhảy lên là mới quăng các bạn. Các bạn đứng trên mũi ba người các bạn, ở dưới hành này hai người với mình nữa. Quăng từ sáng giờ bạn quăng cũng xỉu luôn, không có con nào ăn các bạn. Bác hiện trưởng ngồi ở đây các bạn, bác hiện trưởng ngồi trên đó xách trò. Cá nó chạy đâu thì bác nó chạy qua cho mình nha các bạn, chạy theo đàn cho mình. Ở sau kia cũng có một cái thuyền, nó cũng đi săn các bạn, nó cũng chạy theo cái đàn này từ sáng tới giờ luôn các bạn. Tới nhanh Huy. Chờ đứng đèn quay xíu. Không bị say không bạn? Cái cá chắc là cá Iwashi này, nó giải trắng hay là cứt chim ta? Cá nó nằm dưới cái gì? Đá đâu, kia đá đâu? Kia đá phải không? Dữ hay gì vậy? Dết. Chim nó u lại đó. À, một bầy chim nó con rỗ. Ủa cái con gì đang hôi vậy? Hang cá heo. Cá gì vậy? Rồi. Rồi. Con cá voi bự kìa các bạn. Mẹ bắt được con gì sẽ cá con đây này. Cá trô luôn, cá trô ở dưới. Ôi vịt. Thôi nãy thấy là con vịt nó bơi. Má đuổi mấy cái đàn này. Chống mắt.
bay 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 được gì? Bay gì? Bay cả. Bự lắm. Dịch rồi. Đếm là sao? Đếm là sao? Thử mất. Ôi dướng 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 con. Bắt con giùm con ngoài anh. Ui da, ui da. Đi đi. À, được rồi nha. Cái hiền nó trao quá. Ôi, dính con cá ngừ. Ở bên kia cũng đang chờ các bạn.
Thì bên kia cũng đứng xem luôn các bạn. Hai hiền đuổi ra sáng giờ luôn các bạn. Đấy các bạn. Vỗ tay hết các bạn. Arigato. Má đổi một hồi phát đâu, má dứt luôn. Thuyền trưởng. Đây mấy anh này giờ chỉ ngồi với mệt thôi. Rồi, đã có con cá đầu tiên nha các bạn. Đuổi theo nó từ sáng giờ các bạn. Thấy ở từ xa nó bay lên, thấy nó nhỏ mà nó kéo lên nó to vãi chưởng ha. Một con được rồi nha. À, Hà vậy bằng câu đi ngủ đi chứ đứng gì nữa không? Đi quay nãy giờ 3 phút rồi. Ok, đi ngủ. Đi ngủ bây giờ đây. Bây giờ anh Hà này anh sẽ nhường chỗ cho các bạn khác nha. Anh không có câu nữa đâu. Giờ anh cũng mệt lắm mà, anh biết anh mệt lắm mà anh đi hết nổi rồi kìa. Đây các bạn, thì cây cần câu này là 60 triệu của ảnh đó nha các bạn. Ồ, đắp giật luôn, ghê. Hết rồi, kéo con cá về suối nha. Kéo con cá vô hành á, kéo con cá vô hành kia. Ờ cho nó thấy hết cái không thấy được cái mặt rồi. Kéo chở xích vuông kia cho nhìn cho nó thấy chứ. Không thấy hết nổi. Đây là con lòng về lũ chưa rồi. Được rồi. Nha. Cái này giống nha. Ông vẫn đợi kìa. Chuyến đi tàu này chỉ được một con các bạn, chỉ có anh Hà anh được một con. Con cỡ 12-13kg các bạn. Đây các bạn được ngồi con này rồi. Hôm nay chỉ được con này 10 mấy kg rồi.